An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on. Tập sân đang trai rướng dâu, nhìn đôi tân lang và tân nương thiệt là xứng đôi. Hay là em ơi tụi mình cưới ngay thôi, bốn ba làm chi về đây đã có anh nuôi. Ông thầy đầu ngó phán năm nay ta hợp tuổi, em ơi đồng ý thì anh sẽ tính luôn. Cho ngày đẹp nhất rồi hai đứa mình kết hôn, anh sẽ về thưa
chờ có nàng dâu đẹp về nhà chồng. Đám cưới dồn lên giữa mùa đông sang, bao nhiêu tình nhân kết duyên đã vàng. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao để mừng dâng cô bác cầu chầu. Kìa là chú rể thật sang, duyên dáng đẹp trai. Kìa là cô dâu mộng xinh như tiên dáng trầm. Nhà trai nhà gái vui vầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng. Đi vui mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa. Chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm, vui tươi hạnh phúc gái trai cả đàn. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao lệ buồn rơi thân phận mình thay. Chờ có nàng dâu đẹp về nhà chồng. Đám cưới dồn lên giữa mùa đông sang, bao nhiêu tình nhân kết duyên đã vàng. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao để mừng dâng cô bác cầu chầu. Kìa là chú rể thật sang, duyên dáng đẹp trai. Kìa là cô dâu mộng xinh như tiên dáng trầm. Cha nhà gái vui vầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng. Đi vui mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa. Chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm, vui tươi hạnh phúc gái trai cả đàn. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao lệ buồn rơi thân phận mình thay. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao lệ buồn rơi thân phận mình thay. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao lệ buồn rơi thân phận mình thay. Vào xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời, ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây, ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mỡ hội hoa vàng, hội đình làng chiêng trống rền vang, ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân. Năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có ai ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sang. Xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời,
ngày vào xuân xôn xao hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xôn xao ôi đất trời thay màu áo mới trên lối quê mơ hồi hoa vàng hồi đình làng chim trắng đền vàng. Ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người câu chào hỏi cưới đâu có lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu sẵn. Sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân sao. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân sao. Cô chú anh chị và quý vị, vào giờ phút này cho phép tôi được long trọng tuyên bố buổi lễ chào cầu của hai bên gia đình nhà trai nhà gái giờ phút này chính thức bắt đầu. Rất nhiều với những bản nhạc rất rộn rã đã được gửi tới toàn thể cô chú anh chị và quý vị và chúc mừng cho buổi lễ chào cầu ngày hôm nay của hai nhà trai nhà gái được thành công rực rỡ. Kính thưa cô chú anh chị và quý vị, niềm vui và niềm hạnh phúc khát khao của đôi bạn trẻ. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì hai bên gia đình đang được đồng hành và ngồi xích lại gần nhau là những câu chuyện tâm đầu ý hợp. Chúc mừng cho hai bên gia đình mối tình thông gia với buổi lễ chào cầu ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình Trang Văn Nghệ, chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Thì anh em trong màn nhạc chúng tôi được gửi tới toàn thể cô chú anh chị với một ca khúc cũng rất quen thuộc. Và xin mời quý vị anh chị ta cùng đến với một ca khúc vâng cung đoàn mùa xuân. Xin mời quý vị anh chị ta cùng lắng nghe. Em ơi cung đoàn một tiếng đàn, nhiều đàn đã so dây cung đàn đã nở vinh mơ. Đất nước mình xuân sao mùa vui đang nở rộ. Dâu ca xuân về đón được bao la, ông sống ta ương giữa đời. Tay anh vung ngọn đèn, tay em che ngọn gió, anh nâng mâm trổ em chúc nắng vàng. Đường vui lấy bước chân ta, tôn hôn đồng gió em ơi, xây đêm mộng ước tương lai. Em ơi muốn em một tiếng. Xuân về thì trăm hoa đua nở, xuân về đông trời nề lộc cây hoa và kết trái. Và giờ phút này đây thì hai bên gia đình nhà trai nhà gái đang được long trọng tổ chức và đồng hành buổi lễ chào cầu ngày hôm nay. Và để trở về phát biểu với lời chứng kiến chân tình nhất của vị đại diện gia đình nhà trai hôm nay thì trân trọng kính mời toàn thể cô chú anh chị và quý vị ta được tự nhiên mời thuốc mời nước mời trầu hướng về sân khấu của gia đình chúng tôi cùng gặp gỡ với một vị đại diện gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi đến từ quê hương Đông Xuyên xin có lời chào và chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, trải qua thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, hai cháu Thúy Lành và Tuấn Anh đã tìm hiểu, yêu nhau, được sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp. Hai cháu đã tìm được tiếng nói chung, đó là xây dựng hạnh phúc gia đình. Và được sự bàn bạc thống nhất của đôi bên gia đình, được sự cho phép của các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái. Hôm nay gia đình chúng tôi
sửa tấm lễ ăn hỏi cho hai cháu theo phong tục tập quán của quê hương. Kính mong được sự chấp nhận và nhận lễ cho gia đình nhà trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn rất nhiều với một vị đại diện của gia đình nhà trai đã có đôi lời ý kiến phát biểu với buổi lễ sổ con ngày hôm nay. Và có mặt tại hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái thân yêu chúng ta thì trong buổi chiều ngày hôm nay còn có tất cả tình cảm và hiện diện của cô chú anh chị hai bên gia đình bốn họ đã chứng kiến cho niềm vui và niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Được rồi, đôi bên hai họ tưng bừng như hoa đang trát biểu với phần buổi lễ chiều con thì giờ phút này đàn gái cũng có đôi câu để đáp từ và trân trọng giới thiệu một vị đại diện của gia đình họ nhà gái thân yêu cũng có đôi lời phát biểu cảm ơn. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ công các bà, thưa toàn thể cô dì chú bác, bạn bè của hai cháu. Qua quá trình không dài nhưng hai cháu Thúy Nành và Tuấn Anh đã tìm hiểu và thống nhất quan điểm là xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau. Hôm nay gia đình nhà trai sửa lễ trầu cau để ra dạm hỏi cháu lành. Tôi là trưởng họ của nhà gái, có lời xin kính chúc các cụ công các bà hai gia đình mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Báo cáo các cụ công các bà là qua thời gian công tác các cháu đã nhận nhau, đã thương yêu nhau. Gia đình hôm nay tổ chức lễ hỏi, tôi là bác của cháu, được sự đồng ý của các cụ nhà tôi, cũng được như sự tin tưởng tuyệt đối của ông bà ông Nghiêm là đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin nhận tấm lễ của gia đình họ nhà trai để chúng tôi trước hết là khấn cáo gia tiên và sau là công bố với họ hàng, hàng xóm là từ nay cháu lành sẽ để làm vợ cháu Tuấn Anh, cũng là làm con râu của ông bà tiếp hiền ở trong kinh chuyên. Và chúng tôi từ nay cũng xin nhận cháu Tuấn Anh làm rể của chúng tôi. Một lần nữa cũng không biết nói gì hơn hết, xin kính chúc các cụ các ông bà mạnh khỏe và thưởng thức lễ tiệc ngọn cùng với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Trưởng đoàn của gia đình nhà trai và vị trưởng đoàn của gia đình nhà họ nhà gái đã phát biểu và đã cảm ơn tới toàn thể cô chú anh chị hai bên gia đình bốn họ có gia đình họ nhà gái thân yêu. Kính thưa cô chú anh chị và quý vị, niềm vui và niềm hạnh phúc cũng như sinh thành thì ở mẹ ở cha, và xây dựng hạnh phúc thì lại còn ở ta với mình. Kính thưa cô chú anh chị và quý vị, và tiếp theo đây được làm theo cái thủ tục của hai bên gia đình đã được ấn định với buổi lễ chầu con ngày hôm nay thì trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn ta cùng đứng dậy cùng với hai bà mẹ và chú rể cô dâu hãy bước về bên nhau để được giao lễ nhận lễ với tất cả tình cảm hiện diện của cô chú anh chị. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son đôi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đang đang đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu, bên nhau sớm chiều thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi
gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ấy em đây. Chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi. Khách đến chơi nhà rót lời hát xuân chen trà mời nhau. Rót lời hát xuân chen trà mời nhau. Để anh ăn một miếng trầu dù rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay. Giá em đừng nền nã. Đừng ngáo tứ thân đừng khăn mó quạ. Đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng. Nhớ người dưng thế này. Ra miếng trầu đừng cay. Ra chen trà đừng chát. Ra người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ ôm ấy trông ra ngõ mà trông. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi. Khách đến chơi nhà rót lời hát xuân chén trà mời nhau. Rót lời hát xuân chén trà mời nhau. Để anh ăn một miếng trầu dù rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay. Giá em đừng nền nã. Cưới, trung tâm ánh sáng âm thanh sự kiện cưới hỏi của Thúy Phi, ban nhạc mừng cưới cho phép những người làm chương trình xin được long trọng và tuyên bố chương trình văn nghệ chúc duyên mối tình cho chủ thể chính thức xin phép được bắt đầu. Rất nhiều với bản nhạc mừng cưới đã rộn vang lên với một bản nhạc đầu tiên được chúc duyên, được chúc mừng hạnh phúc cho chú rể của chúng ta trong ngày cưới này. Cũng như gia đình của nhà trai thân yêu và chú rể đang được hân hoan, đang được chào đón với những tình cảm ân tình mà quý cô anh chị đã trở về với gia đình. Đó chính là niềm vinh hạnh lớn nhất cho gia đình cùng với chú rể trong ngày cưới. Lời ca tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Linh được mang về những ca khúc đầu tiên được chúc duyên mối tình cho chú rể. Vĩnh chị xơi chầu, xơi nước và cùng lắng nghe. Gió thu bay bay nhẹ nhẹ đưa em đi tìm vân thơ. Hát công tên lá trên con đường về bóng em đang rất mơ. Mà ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào. Nếu đời nào một giấc chiêm bao. Ta yêu anh thì ta đi yêu lần đầu. Em muốn yêu anh dài lâu. Nặng nặng như vô tình. Yeah.
chàng bên viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư đặng nhận, nhưng mà làm ngơ. Tình là tình nhau khi không mà có, tình là tình nhau lúc có như không. Tình xưa sao như giật đất lên cao cho lòng mình mơn man như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chưa bao lối tình đầu. Chúng ta đang ở phía ngoài cổng hoa số 1 thôn trường cưới gia đình nhà trai chúng tôi, cùng tiến vào những hàng bà hàng ghế phía bên trên mà còn rất còn rộng, được chào đón những tình cảm ân tình mà toàn thể của anh chị cùng về đây sum họp một nhà. Kính mong kính mời quý cụ ông bà của anh chị lại tự nhiên mời nước, mời thuốc và mời trầu. Lời ca tiếng hát của người bạn ân tình với bố của chú rể sẽ được mang về những ca khúc tiếp theo. Đó chính là lời ca tiếng hát của chú Đức Nguyện sẽ được mang về với tư gia hôn trường cưới. Xin cảm ơn rất nhiều với lời ca tiếng hát rất tuyệt vời của Đức Nguyện, với những ca khúc ân tình của mình cũng đã được gửi tới toàn thể hôn trường rất nhiều. Xin được đỡ lời cho chú rể thì cảm ơn với lời ca tiếng hát của Đức Nguyện rất nhiều, được mang về với những ca khúc ân tình, được chúc duyên mối tình của đôi bạn trẻ. Và kính thưa tới toàn thể quý cụ ông bà của anh chị rất trân trọng và kính mến, có lẽ trong buổi tối ngày hôm nay tại tư gia hôn trường gia đình nhà trai chúng tôi, và để đáp lại tình cảm ân tình đó thì cùng anh chị sẽ cùng chơi trầu, cùng xuyên nước, cùng hướng về sân khấu của gia đình với lời ca tiếng hát của bằng Minh Hiếu, bằng người đang chơi cái đàn bát guitar đây, sẽ được mang về những ca khúc ân tình, sẽ được gửi tới toàn thể hôn trường, sẽ được chúc mừng hạnh phúc cho chú rể của chúng ta trong buổi tối này. Bên cạnh em nằm đâu thấy tôi như giấc mơ không phải tôi. Tôi yêu em cùng bên nhau em, yêu anh thao để cùng em. Tôi có tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải tôi. Em dù sao những tia sáng trong đêm. Từng bước đến đây, ôi mong nhớ sao em bài ta tiếng. Mưa thì thầm như anh nói yêu em đưa tay đón cho mưa vòng. Nhưng đừng là giấc mơ đêm qua, tôi cho em nụ hôn ban đầu. Quê hương vô về yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn,
Một ca khúc cũng được rất nhiều người yêu mến, ca khúc được mang tên Hát về Kiên Đô hôm nay. Mà Tiến Dũng cũng đã thể hiện rất thành công ca khúc vừa rồi, đã được gửi tới toàn thể hồn trường, đã được chúc duyên mối tình của chú rể trong ngày hôm nay. Và Tiến Dũng đã kết ra rằng từ bàn tay xưa, hai xưa một nắng để làm nên hạt lúa vàng, để rồi bàn tay thì lắm lấy bàn tay, thay cho lời nói tình yêu chúng mình. Tình yêu anh gửi cho em và tình yêu em gửi cho anh, tình yêu đó đôi ta gửi cho nhau, sống bên nhau trọn đời thủy chung. Và kính thưa tới toàn thể hội trưởng cưới rất trân trọng và kính mến, mới trở lại với chương trình văn nghệ chúc duyên mối tình cho chú rể Tuấn Anh trong buổi tối nay. Lời ca tiếng hát của bác Tiến Luật sẽ được bằng về những ca khúc tiếp theo, sẽ được gửi tới toàn thể hội trường, sẽ được chúc duyên mối tình cho chú rể và quý chị xơi trầu xơi nước và cùng lắng nghe. Trên ngọn núi cao có hai người yêu nhau. Họ đã gió không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, có một mùa yêu nhau. Thank you.
một tràng pháo tay được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn nữa. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều với giọng hát của kính thưa cô bác anh chị và quý vị, với những niềm vui, với những lời ca tiếng hát là nguồn động viên to lớn nhất đối với cô dâu và chú rể. Và đặc biệt hai bên gia đình trong buổi tối ngày hôm nay thì gia đình họ nhà gái chúng ta đang được long trọng cảm ơn chân thành tình cảm và hiện diện của cô chú anh chị quý vị đã nhận được lời mời và bớt chút thời gian vào Ngọc khép lại một sức bận mày tiến về sân khấu của gia đình tiếp tục với những lời ca tiếng hát trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này, ban tổ chức được trịnh trọng giới thiệu giọng hát của giọng hát của bác Quốc Bình được mang về lời ca tiếng hát chúc mừng. Và câu hát anh đi tìm, câu hát đi thương nhau. Anh ra vườn sân khấu của gia đình họ nhà gái thiên đường chúng ta để trân trọng kính mời toàn thể cô chú anh chị và quý vị ta tiếp tục mời thuốc mời nước mời trầu ngay sau đây gặp gỡ với giọng hát của Thành Trung mang về lời ca tiếng hát toàn sân khấu của gia đình họ nhà gái thiên đường chúng ta và trân trọng kính mời các chàng trai cô gái toàn thể quý vị anh chị đã được trở về trong buổi tối ngày hôm nay và xin mời bản nhạc Bắc Lửa năm 2024 giờ phút này được tiến về sân khấu của gia đình chúng tôi niềm vui niềm hạnh phúc và được lời Bắc Lửa ngày hôm nay chúc mừng cho hai bên gia đình với tình thương gia xin được chân thành cảm ơn. Hãy
đó trôi qua ngày bình yên, lòng mặt ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn vẫn bên người, dù ngày tháng khoái tha nào không cay đắng, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung. Chuyện trăm năm chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu.
ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi. Chương trình phục quy của đôi bạn trẻ ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn rất nhiều với ban nhạc Hạnh Phúc đã nổi lên với những bản nhạc rất rộn rã đã được gửi tới toàn thể của chú anh chị và quý vị. Và chúc mừng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay chính thức lên diện tình chồng người vợ. Và để trở về với trung tâm sân khấu của gia đình họ nhà gái thân yêu chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, thì ngay giờ phút này ban tổ chức trịnh trọng được giới thiệu một vị đại diện của gia đình nhà trai cũng có đôi lời ý kiến phát biểu với tâm lễ xin dâu trong ngày cưới, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ. Và trân trọng kính mời một vị đại diện gia đình nhà trai. Kính thưa các cụ, công, các bà, cũng như chương trình thống nhất chiều hôm qua giữa hai bên gia đình, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi sửa tấm lễ xin dâu. Vậy là xin kính mời các cụ họ nhà gái chấp nhận và để cho các cháu thắp hương trước khi cháu lên đường về nhà chồng. Xin cảm ơn. Kính thưa cô chú anh chị và quý vị, niềm vui, niềm hạnh phúc khát khao của đôi bạn trẻ và được sự quan tâm vun đắp của đôi bên gia đình, được sự nâng đỡ của bạn bè xa gần đôi bên. Và ngày hôm nay thì tại khán phòng của gia đình chúng tôi xuân niềm vui hoan hỷ và được đón nhận với phái đoàn đại biểu gia đình nhà trai hiện diện của quý cụ, quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị. Và để làm theo cái thủ tục của hai bên gia đình đã được ấn định thì trân trọng kính mời hai bà mẹ hãy đứng dậy để thực hiện với tấm lễ xin dâu trong ngày cưới, ngày trọng đại của hai con. Trân trọng được kính mời. Xin mời cô bác anh chị quý vị hãy dành cho hai bà mẹ trong tà áo dài với tấm lễ xin dâu trong ngày cưới một tràng pháo tay thật lớn, thật lâu nhất. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động. Được gửi tới toàn thể cô chú anh chị quý vị đã có mặt tại hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng ta. Và ngay giờ phút này thì đôi bạn trẻ họ đã được làm thủ tục tại tư gia đã xong và được trở về với hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái thân yêu cùng với hai bà mẹ trong tà áo dài với chiếc nón quai thao xinh xắn. Và ngay giờ phút này thì hai bà mẹ đang được thực hiện đôi nón quai thao với chiếc nón trọng đại trong ngày cưới của hai con. Và bà mẹ chồng cũng như bà mẹ của cô dâu giờ phút này đang được buộc chiếc nón quai thao với tất cả tình cảm và hiện diện của quý vị anh chị đã được trở về chứng kiến cho niềm vui và niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Tình cảm mà hai bà mẹ trong tà áo dài với chiếc nón quai thao thì xin mời quý vị anh chị hãy
cho một tràng vỗ tay ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ, thật lớn và thật đông nhiệt ạ. Lón này che nắng che mưa, lón này đi sớm về trưa, và lón này mẹ trao cho con để con đảm giàu nhà mình. Vàng là ngày hôm nay ngày trọng đại nhất của hai bên gia đình, cũng như là ngày hạnh phúc tuyệt vời của hai con. Với bộ hoa tươi thắm của chú rể ngày hôm nay đã trao cho cô dâu. Kính thưa quý vị và anh chị, và giờ phút này tại căn phòng của gia đình chúng tôi chào đón cho hoa, thì đến giờ phút này là phần trao quà. Tình cảm chân thành và của cô chú chị quý vị đã dành cho cô dâu và chú rể. Và để trở về cho ngày vui này, cho lại ngày cưới hôm nay được trở về và chúc phúc cho hai con được trong năm hạnh phúc, đó là món quà của bố mẹ xin dành cho cô dâu quý này. Cũng có món quà được ban tặng cho hai con. Mẹ xin thành ra cô dâu quý này ngày hôm nay đã có món quà được ban tặng cho hai con, và luôn luôn chúc cho con được trong năm hạnh phúc này. Xin được cảm ơn chân thành với món quà của bố mẹ sinh thành ra cô dâu quý này rất nhiều. Kính thưa cô chú anh chị và quý vị, với những món quà tiếp theo ngay sau đây, ban tổ chức được trân trọng giới thiệu món quà của hai em. Vâng ạ, đầu tiên là món quà của em Nga. Trân trọng kính mời món quà của em Nga và em Hân. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều với tình cảm thiên thiện của hai em Nga và em Hân ngày hôm nay. Vâng, xin mời em hãy trao món quà cho hai chị. Rất tuyệt vời. Đó là món quà tuyệt vời mà em dành cho người em út trong gia đình, dành cho anh chị với tất cả tình cảm của mình. Ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu. Sau đó mảnh này thì trân trọng kính mời món quà của bà ngoại sinh thành đám mẹ của cô dâu, cũng có món quà thân tặng cho hai cháu, và luôn luôn chúc cho hai cháu được trong năm hạnh phúc này. Xin chào các anh chị và quý vị, rất là cảm ơn với món quà của bà, và luôn luôn chúc cho các cháu được trong năm hạnh phúc này. Và xin mời quý vị chị, sau món quà của bà ngoại thì trân trọng kính mời món quà tiếp theo là món quà của dì Hoa. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Món quà của dì Hoa thì trân trọng kính mời món quà tiếp theo, món quà của anh Tiến đang công tác tại nước ngoài không về được, và nhờ cháu Quỳnh Anh lên trao tay. Và ngay giờ phút này thì cháu và Quỳnh Anh được là kính thưa quý vị và quý vị, và ngay giờ phút này trân trọng kính mời món quà tiếp theo, món quà của anh Phương chị Huyền của anh chị đến trân trọng kính mời món quà tiếp theo, món quà của anh Tiên và anh Thao chuẩn bị. Vâng, xin được cảm ơn món quà của anh Hường chị Huyền rất nhiều ngày hôm nay. Món quà tiếp theo là món quà của anh Tiên và anh Thao, trân trọng kính mời. Kính thưa của bác anh chị và quý vị, và xin mời toàn thể cô chú chị và quý vị hãy dành cho anh Tiên và anh Thao một tràng pháo tay ạ. Một tràng pháo tay thật lớn. Rất tuyệt vời. Theo món quà của bạn cô dâu đó là bạn Minh, cũng có món quà thân tặng. Trân trọng kính mời. Quà của bạn Huyền. Và bạn Huyền đang công tác tại Hàn Quốc không về được, và nhờ bạn Thắm trao thay. Trân trọng kính mời bạn Thắm hãy chuẩn bị để những ngày hôm nay. Và dành cho chú rể cô dâu một tràng pháo tay được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Món quà tiếp theo, món quà của anh Thắng với chị Duyên, xin chào kính mời. Vâng, xin được chân thành cảm ơn rất nhiều với món quà của anh chị ngày hôm nay. Và tiếp theo đây thì xin chào kính mời, món quà tiếp theo là món quà của bạn Huyền và bạn Thắng. Vâng, hai món quà tiếp theo. Xin mời món quà của Duyên. Tuyệt vời ngày hôm nay, quý anh chị và quý vị. Sau món quà ngày hôm nay thì chú rể cô dâu đón được những điều hạnh phúc nhất mà mọi người đã dành cho đôi bạn trẻ.
hãy ghi lại với những tiếng phim của anh tuyệt vời. Và chúc mừng cho ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ, cũng như toàn thể cô chú anh chị và quý vị đã có mặt tại hôn trường cưới của gia đình chúng tôi. Gian và Ngọc chẳng quản đường xá xa xôi, đường đi vì nghĩa, bước đi vì tình. Ngày vui hạnh phúc của đôi bên gia đình cô được bằng những tấm lòng thành bạn bè mừng duyên. Giờ đi ăn, giờ túc nghỉ, giờ tốt lành đã tới. Trân trọng kính mời vị trưởng đoàn gia đình nhà trai hãy cất bước đi trước. Phó đoàn đại biểu chồng tây hương trước đón quầy đào cùng với chú rể cô dâu sánh bước bên nhau bước ra xuyên ngày hôm nay và buổi lễ xin dâng của các đoàn đại biểu gia đình nhà trai. Sự vui đầy cũng được khép lại tại đây và đã thành công tốt đẹp. Xin được chân thành cảm ơn và chúc cho hai bên gia đình mối tình thông gia mãi mãi gắn bó dài đầu, chúc cho em được trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được chân thành cảm ơn. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Chẳng thành, ôi gió mát chẳng thành, dù tình ta như sóng du con thuyền tình. Anh thấy không anh, anh thấy không anh, anh thấy không anh, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối, vườn cao thơm ngát hương hoa. Hỡi em theo anh vào nhà. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa hồi vui trên sông. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi, hò khoan, hơi hò khoan, tiếng ngát em vang cả dòng. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo bời, bên thanh bình ta sống thật thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thank you.
lễ thành hôn của ngày cưới nay. Và kính thưa tới toàn thể hội trường cưới rất trân trọng và kính mến với những tình cảm ân tình và quý cụ ông bà của anh chị đang được cảm ơn những nhà quay phim, những nhà nhiếp ảnh rất nhiều đang lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời cho đôi bạn trẻ. Họ đang sánh bước bên nhau cùng với bó hoa đẹp nhất trong ngày cưới. Và chúng ta bắt đầu cúi đầu chào nhẹ nhàng tới toàn thể hôn trường được mang về tình cảm ân tình, chúc duyên mối tình của mình trong ngày trọng đại hôm nay. Một tràng vỗ tay của hôn trường hãy chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai em. Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của các anh chị rất nhiều. Xin mời hai em vâng hãy ngồi vào hàng ghế danh dự của mình trong chiều hôm nay. Kính thưa hôn trường cưới rất trân trọng và kính mến, tình yêu của đứa bạn trẻ đã đơm hoa và kết trái. Tình yêu đó đã tìm hiểu nhau chín mùi rồi và tình yêu đó đã về báo cáo với hai bên gia đình thân yêu của chúng ta. Để hai bên gia đình đã được chọn ngày lành tháng tốt thì chiều hôm nay trên quê hương Đông Xuyên đất mẹ thân yêu được long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho chú thể Tuấn Anh sánh duyên cùng với cô dâu Thúy Nành, được chào đón tình cảm ân tình mà quý cụ ông bà của anh chị về đây sum họp một nhà để mừng cho dâu rể thuận hòa trong năm. Mùa xuân về muôn hoa đua nở, tầm xuân náo nức đánh thức một mùa xuân. Và mùa xuân ơi ta hẹn ngày trưởng thành, hạnh phúc đây rồi đâu phải ở trong mơ. Anh sẽ ôm em vào lòng bao kỷ niệm, mãi bên em son sắt một tình yêu. Qua sự tìm hiểu của đứa bạn trẻ, được sự vun đắp của đôi bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, nơi chú rể cô dâu sinh ra lớn lên và trưởng thành, đó chính là Ủy ban nhân dân của hai xã Đông Xuyên cùng với Đồng Long chính thức đăng ký kết duyên cho đứa bạn trẻ lên duyên chồng vợ vào giờ này của chiều hôm nay. Đến với ngày vui của đứa bạn trẻ trong chiều hôm nay, có cơ quan quây quần tại gia, thuốc thơm nay điểm thêm hoa, chúc mai nay đã một nhà không phai. Vậy thì mừng cho chúc đã gặp mai, mừng cho gái đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thỏa ý cha, vui anh vui chị, vui ông vui bà. Đặc biệt giữa quý cụ ông bà của anh chị đã chẳng quản những đường xa xa xôi, đường đi vì nghĩa, bước đi về tình, ngày vui hạnh phúc của gia đình để rồi mang tới với tấm lòng thành mừng duyên. Cùng công tác chương trình đại lễ thành hôn cho chú rể Tuấn Anh sánh duyên cùng với cô dâu thế này, trung tâm ánh sáng âm thanh sự kiện cưới hỏi của Thúy Vi, ban nhạc quyền cưới, những người làm chương trình xin được long trọng và tuyên bố đại lễ thành hôn cho hai em chính thức xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, thế là nhạc thì đã nổi lên, chúc mừng chú rể Thảo. Những bông hoa khoe thắc thắm đón cô dâu hiền, đáp lại tình cảm ân tình mà quý cụ ông bà của anh chị hai nhà bốn họ thân yêu đã trở về với tư gia gia đình nhà trai chúng tôi. Thì bằng lời ca thế các ân tình mà nữ ca sĩ Thủy Linh được mở đầu chương trình văn nghệ, được chúc duyên mối tình của hai em. Quý chị xơi trầu xơi nước và cùng lắng nghe. Vẫn mơ màng trong nắng vàng, rằng anh đây sinh ra và lớn lên trên đất mẹ Đông Xuyên hữu tình, quê hương Đông Long em đó, để ngày hôm nay chúng mình đón nhau về thỏa những ước mơ, khi tựa gối khi cúi đầu, khi chăm hoa nở khi chờ trăng lên, để rồi anh với hỏi nàng mà che kia đủ lá đan sản được chưa. Ngại ngùng em vẫn cứ thưa, nói sao cho đẹp lòng nhau thì làm, để anh về anh lấy buồng câu mang sang thêm với dàn trầu của nhà em. Có lẽ bây giờ là giây phút quan trọng nhất, giây phút mà thiêng liêng nhất. Xin mời chú rể cô dâu hãy nắm chặt tay nhau nào, chúng ta hãy tiến lên sân khấu được trao cặp nhẫn cưới đẹp nhất cho nhau trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu. Xin được kính thưa tới toàn thể hội trường cưới rất trân trọng và kính mến, hai nhân vật chính của chúng ta đẹp nhất trong bầu trời hạnh phúc của tình yêu, đó chính là chú rể Tuấn Anh và cô dâu Thúy Nành, thì thật lại được ra mắt tới toàn thể quan viên bốn họ hai nhà. Xin mời hai em hãy quay vào phía nhau nào để chúng ta chuẩn bị trao cặp nhẫn cưới đẹp nhất cho nhau trong ngày trọng đại ngày hôm nay.
để những nhà quay phim, để những nhà nhiếp ảnh, chúng ta hãy lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời để cho chú rể và cô dâu họ chuẩn bị trao cặp nhẫn cưới đẹp nhất cho nhau. Xin mời chú rể cô dâu, chúng ta hãy quay vào phía nhau nào. Xin kính chào mời cô dâu hãy xòe bàn tay trái của mình ra để cho chú rể hãy trao chiếc nhẫn cưới đẹp nhất để dành cho cô dâu. Và sau đó thì cô dâu lại trao chiếc nhẫn cưới đẹp nhất dành cho chú rể, để rồi bàn tay nắm lấy bàn tay thay cho lời nói tình yêu chúng mình. Tình yêu anh dành cho em, tình yêu em dành cho anh, tình yêu đó đôi ta gửi cho nhau, sống bên nhau trọn đời thủy chung. Chiếc nhẫn cưới là biểu tượng vòng tròn, biểu tượng tình yêu không bao giờ dừng lại. Dâu rể họ đã trao nhẫn cưới cho nhau. Còn quý anh chị hãy lổ một tràng vỗ tay thật to thật lớn nào. Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể hôn trường rất nhiều đã dành cho đôi bạn trẻ họ đang khoe cặp nhẫn cưới đẹp nhất của mình trong ngày trọng đại chiều hôm nay. Xin được cảm ơn những nhà quay phim, những nhà nhiếp ảnh, họ đã lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời để chú rể cô dâu chúng ta họ vừa trao cặp nhẫn cưới đẹp nhất cho nhau. Và trong ngày trọng đại nhất này của chú rể Tuấn Anh và cô dâu Thúy Lành thì không thể quên được công lao to lớn của người cha người mẹ đã sinh thành ra chú rể và cô dâu, để rồi công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Ngày trọng đại nhất của người con trai và người con dâu ân tình của mình, xin kính mời người mẹ thân yêu của vầng chú rể hãy trở lên sân khấu với món quà ân tình của mình được chúc mừng hạnh phúc của hai con. Xin được trân trọng kính mời. Hạnh phúc trong năm của hai con, bố mẹ vui mừng phấn khởi biết bao để bố mẹ trao cho hai con món quà làm kỷ niệm trong ngày trọng đại của hai con. Và từ trong đấy lòng mình thì bố mẹ chúc cho hai con sống bên nhau trọn đời thủy chung. Hôn trường hãy dành tặng cho bố mẹ sinh thành ra chú rể một tràng vỗ tay thật to thời đời nhất ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng, em Lan Anh, chúng ta hãy trở lại sân khấu nào với món quà ân tình được trao cho vầng anh chị, và sau đó này lưu lại cho mình kỷ niệm cùng với đại gia đình của họ nhà trai chúng ta. Chúc anh chị, để chúc anh chị sống bên nhau trọn đời thủy chung bên nhau. Xin mời những nhà quay phim, những nhà nhiếp ảnh, cứ hãy lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời cho món quà của người em gái của chú rể đó thân yêu và gia đình nhà trai chúng ta chụp chung với chú rể cô dâu tấm hình làm kỷ niệm. Sau tấm hình làm kỷ niệm của gia đình của nhà trai thì món quà tiếp theo đó là món quà của bà ngoại của chú rể sẽ chuẩn bị món quà ân tình của mình trở về sân khấu để chúc mừng hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Cảm ơn rất nhiều về món quà ân tình mà bà ngoại cũng đang được dành tặng cho dâu rể, và cậu Hiếu cũng là người vừa cho thay món quà này, xin được cảm ơn cậu rất nhiều. Và món quà tiếp theo trở về sân khấu đó là món quà của chú Tùng Hằng ủy quyền cho con gái ở nhà trao thay món quà này. Sau món quà của chú Tùng Hằng là món quà của bác bá Hữu Anh sẽ chuẩn bị. Cảm ơn món quà của chú Tùng Hằng rất nhiều. Và bây giờ xin mời món quà của bác bá Hữu Anh. Hạnh phúc trong năm của chú rể cô dâu thì bác bá Hữu Anh cũng có một món quà ân tình được chúc mừng hạnh phúc trong năm của dâu rể chúng ta. À, xin mời những nhà quay phim, những nhà ảnh sẽ cùng lưu lại bằng tấm hình đẹp nhất cho món quà của bác bá Hữu Anh với món quà ân tình chúc mừng hạnh phúc trong năm của đôi bạn trẻ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Sau món quà của bác bá Hữu Anh là món quà của cậu mợ Hiếu Dung với món quà tiếp theo. Hai cháu trong ngày hôm nay với những tình cảm ân tình mà cậu mợ Hiếu Dung cũng đang chúc mừng hạnh phúc cho dâu rể trong ngày hôm nay, để nhà quay phim, để nhà nhiếp ảnh cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời cho đôi bạn trẻ. Cảm ơn với món quà của cậu mợ Hiếu Dung rất nhiều. Và sau món quà của cậu mợ Hiếu Dung là món quà của em Thủy Linh cùng trở về sân khấu với món quà tiếp theo chúc mừng hạnh phúc cho dâu rể trong chiều hôm nay. Hạnh phúc trong năm của anh chị thì em Thủy Linh cũng có món quà ân tình đang chúc mừng hạnh phúc cho anh chị, để chúc anh chị sống bên nhau trọn đời thủy chung bên nhau. Xin được cảm ơn rất nhiều món quà của em Thủy Linh. Và sau món quà của em Thùy Ninh là món quà của em Linh Dung từ Hàn Quốc yêu dấu nhờ mẹ ở nhà trao thay món quà này. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Cảm ơn món quà của em Linh Dung rất nhiều. Và cảm ơn người mẹ của em Linh Dung cũng đang trao thay món quà này cho em Linh Dung. Xin được cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa xin được chân thành và cảm ơn với tình cảm ân tình mà món quà của em Linh Dung đã chúc mừng hạnh phúc cho anh chị. Và món quà tiếp theo, món quà của bạn Xuân Trinh từ Hàn Quốc yêu dấu cũng có món quà ân tình được bằng tình cảm ân tình chúc mừng hạnh phúc trong năm cho dâu rể hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều người mẹ thân yêu của
bạn Xuân Trinh cũng đã trao xay món quà cho bạn Xuân Trinh đã được thành công. Và món quà tiếp theo, món quà của bạn Hiển cũng từ Hàn Quốc với món quà ân tình được trở về sân khấu, được chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho dâu rể, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Sau món quà của bạn Hiển thì món quà của bạn Sơn sẽ chuẩn bị. Cảm ơn người bố của bạn Hiển rất nhiều đã trao thay cho vầng món quà của bạn Hiển với món quà tuyệt vời, được chúc mừng hạnh phúc của các bạn trẻ. Xin vẫn mời món quà của bạn Sơn cũng ở Hàn Quốc trở về sân khấu với món quà ân tình, được chúc mừng hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ, trân trọng giới thiệu kính mời. Với món quà ân tình mà bạn Sơn cũng hiện đang công tác, học tập và sinh sống ở bên Hàn Quốc cùng với chú rể, và hôm nay cũng đã trở về với quê hương, và ngày hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ cũng có món quà ân tình chúc mừng hạnh phúc của vầng chú rể cô dâu. Quý vâng, xin mời nhạc sĩ Minh Hạnh ta lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời với món quà tuyệt vời mà bạn Sơn cũng vừa dành tặng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Xin được cảm ơn món quà bạn Sơn rất nhiều. Món quà tiếp theo, món quà của bạn Trường cũng đang công tác học tập ở Hàn Quốc và ủy quyền cho em Nam ở nhà cho ta thay món quà này. Xin mời món quà của bạn Trường. Bạn Trường thì cũng đang công tác học tập và sinh sống bên Hàn Quốc cùng với vầng chú rể Tuấn Anh và cô dâu vầng Thúy Anh, cũng có món quà ân tình và ủy quyền cho người em trai ở nhà là em vầng em Nam đã trao thay món quà cho vầng bạn Trường. Cảm ơn rất nhiều. Và món quà tiếp theo, món quà của em Nam vâng cũng bên Hàn Quốc và ủy quyền cho người mẹ thân yêu ở nhà được trở lên sân khấu, được trao thay món quà này, trân trọng giới thiệu và kính mời. Và ân tình nhất thì món quà của em Nam ra đây thì ủy quyền cho vâng người em gái ở nhà sẽ được trao thay món quà này cùng với món quà của bạn Nga vâng cũng ở bên Hàn Quốc. Xin mời vâng hai món quà cùng trở lên một lúc vâng tuổi chúng ta cùng trao cho chú rể cô dâu. Món quà của em Nam thì quyền cho người em gái và món quà của bạn Nga thì quyền cho người mẹ thân yêu cùng ở nhà để trao thay món quà này. Cảm ơn với món quà của em Nam rất nhiều và món quà của bạn Nga. Vâng, người mẹ của bạn Nga cùng với em gái của bạn Nam cũng đã trao thay món quà này, tình cảm ân tình và được chúc duyên mối tình của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và món quà tiếp theo, món quà của U Chan Nim cùng người vợ thân yêu cùng trở về sân khấu để chúc mừng hạnh phúc trong năm của đôi bạn trẻ, trân trọng giới thiệu và kính mời. Món quà ân tình hạnh phúc cho vầng dâu rể của chúng ta trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm ân tình mà toàn thể hội trường cũng đã vừa hướng về sân khấu, đã chứng kiến cho những người thân yêu nhất của vầng chú rể đã lần lượt trở về sân khấu, được trao những món quà ân tình, được chúc duyên mối tình của bạn trẻ được diễn ra thành công và tốt đẹp. Và bây giờ xin mời dâu rể cùng trở xuống phía dưới để chúng ta sẽ làm nghi thức vầng rót cát vào trái tim tình yêu cùng với vầng rót nước vào cây xanh của mình trong ngày hôm nay. Xin mời với nghi thức vầng rót cát tình yêu vào trái tim tình của mình trong chiều hôm nay. Chúng ta hãy hướng về sân khấu của gia đình của nhà trai thân yêu để chứng kiến cho chú rể của cô dâu chúng ta, họ sẽ làm nghi thức rót cát vào vầng trái tim tình yêu của mình trong chiều nay. Để những nhà quay phim, để những nhà đạo ảnh đang lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời, và hội trường chúng ta không quên rằng hãy dành những tràng vỗ tay thật to thật lớn nhất nhạ, được chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ với những nghi thức tuyệt vời trong ngày trọng đại hôm nay, để rồi đôi bạn trẻ của chúng ta rót vào những chai cát đẹp nhất vào vầng trái tim thân yêu, vầng thể hiện tình yêu đong đầy của đôi bạn trẻ, họ đi suốt cuộc đời cùng bên nhau giàu sang và phú quý. Được cảm ơn những tình cảm ân tình mà các anh chị cũng đang được hướng về sân khấu của gia đình nhà trai thân yêu để cùng chứng kiến cho dâu rể họ đang đang làm thủ tục và rót cát vào vì tình yêu trái tim của mình trong chiều nay. Những giọt nước tuyệt vời được tưới vào cây xanh vương tươi đẹp nhất của mình trong ngày hôm nay, thể hiện tình yêu của đôi bạn trẻ, họ đi suốt cuộc đời cùng bên nhau, một tình cảm chân tình, một ý nghĩa rất là đong đầy của đôi bạn trẻ trong chiều nay. Xin được cảm ơn rất nhiều quý vị anh chị đã hướng về sân khấu, đã chứng kiến cho đôi bạn trẻ chúng ta đã được hoàn thành hai thủ tục. Xin được cảm ơn rất nhiều tình của đôi bạn trẻ và nghi thức rót cát vào tình yêu của mình cũng như bằng tưới cây cũng đã được diễn ra thành công và tốt đẹp. Xin được cảm ơn những tình cảm ân tình mà quý cụ ông bà của anh chị đã chúc duyên mối tình của đôi bạn trẻ. Và tại sân khấu gia đình của nhà trai chúng tôi giờ này, những người làm chương trình trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn họ nhà gái thân yêu cùng trở về sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu, đôi lời sâu sâu trân trọng giới thiệu, kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, lời đầu tiên cho phép tôi thay cho đoàn họ nhà gái xin kính chúc tới sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua bước đường học tập công tác, hai cháu đã đem lòng thương yêu nhau, được sự vun đắp của gia đình hai họ, hai bên, nhà trai và nhà gái. Hôm nay được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã trao giấy kết hôn cho hai cháu.
hôm nay được sự tin tưởng của ông bà, ông Nghiêm và các cụ gia đình nhà tôi cử tôi làm đại diện của họ nhà gái, cùng với lại họ đoàn các cụ công các bà dẫn cháu Lành về để trao cho cháu, cho gia đình nhà cháu Tuấn Anh, để cháu được làm râu con các cụ các ông các bà và hàng xóm để làm vợ cháu Tuấn Anh. Thì thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi không biết nói gì hơn hết. Trước hết là chúng tôi xin chúc hai cháu Tuấn Anh và cháu Tí Nành mãi mãi hạnh phúc, thương yêu nhau đến trọn đời. Chúc gia đình ông bà ông Nghiêm và gia đình ông bà ông Tiếp có một cái mối thông gia nó gắn kết bền chặt để xây dựng cho hai cháu. Một lần nữa cũng không biết nói gì hơn, năm hết Tết đến rồi, chúng tôi xin có lời kính chúc tới các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe, chuẩn bị đón một cái xuân thật đầm ấm, tấn tài, tấn lộc và tấn sức khỏe. Xin cảm ơn. Được chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ, để rồi chúc mai sum họp một nhà, tình thương thắm thiết của mối tình thông gia thật là mặn mà keo sơn. Chúc cho mối tình thông gia mặn mà keo sơn và chúc cho chú rể cô dâu sống bên nhau trọn đời thủy chung. Đáp lại tình cảm ân tình mà vị trưởng đoàn họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu đôi lời trao dâu, những người làm chương trình trân trọng giới thiệu vị trưởng đoàn họ nhà trai sẽ có đôi lời cảm ơn, đôi lời chấp thuận dâu. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, trải qua thời gian học tập công tác, hai cháu đã tìm hiểu, yêu nhau và quyết tâm cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Đó là mơ ước khát khao của tuổi trẻ và cũng là sự mong mỏi chờ đợi của các bậc làm cha làm mẹ. Niềm vui ấy hôm nay nó đã đến với hai gia đình chúng ta thông qua sự tìm hiểu chín mùi của hai cháu. Được sự cho phép của đôi bên gia đình, được sự công nhận của chính quyền địa phương xã Đông Long, Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuyên đã tổ chức đăng ký và trao giấy kết hôn cho hai cháu được nên vợ thành chồng. Hôm nay, gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu với sự có mặt đông đủ của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên đã về chung vui cùng với gia đình chúng tôi và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Thay mặt gia đình, xin được cảm ơn sự hiện diện của quý vị, xin được cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi Thúy Phi, cảm ơn ban nhạc, ca sĩ cùng các bạn trẻ đã đem lời ca tiếng hát của mình về chung vui trong chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và xin được cảm ơn toàn bộ anh em, bà con nối xóm đã đồng hành và giúp đỡ gia đình chúng tôi cùng làm nên sự thành công của buổi lễ này. Kính thưa quý vị, năm Quý Mão sắp qua, năm Giáp Dần sắp tới, cho phép tôi được gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho tình thông gia hai nhà như một và chúc hạnh phúc trăm năm của hai cháu được cát tường như ý. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của toàn thể hôn trường cũng đã dành tặng cho vị trưởng đoàn nhà trai thân yêu. Vừa đã có đôi lời cảm ơn, đôi lời chấp thuận dâu. Cảm ơn tới quý cụ ông bà, các anh chị của hai nhà bốn họ đã bớt chút thời gian thì giờ bằng ân tình trở về với tư gia hôn trường cưới gia đình của họ nhà trai chúng tôi để hòa chung lên với nốt nhạc của tình yêu, để chúc duyên, để chúc phúc mối tình trăm năm cho chú rể và cô dâu trong đại lễ thành hôn ngày cưới nay. Và trở lại với chương trình văn nghệ chúc duyên mối tình trăm năm của chú rể cô dâu, quý anh chị chơi trầu chơi nước trở về với lời ca tiếng hát của chú Minh Vương sẽ được mang về những ca khúc tiếp theo, được chúc duyên, được chúc mừng hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ trong chiều nay. Quý anh chị chơi trầu xơi nước và cùng lắng nghe. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yêu.
rung lên vài sợi dây đàn đã đóng đầy hồn người dẫn. Ôi giấc mơ lớn yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn trà bê. Một ca khúc ân tình cũng đã thể hiện rất thành công, đã được gửi tới toàn thể quý cụ ông bà của anh chị, đã được chúc duyên mối tình trong năm cho chú rể và cô dâu trong ngày cưới này. Trở lại với chương trình văn nghệ chúc duyên mối tình của đứa bạn trẻ thì lời ca tiếng hát của người bạn ân tình của bố của chú rể, vâng, bằng những lời ca tiếng hát ân tình của mình cũng trở về với gia đình, được hòa chung niên với nốt nhạc tình yêu chúc duyên mối tình của đứa bạn trẻ. Lời ca tiếng hát của chú Đức Nguyện sẽ được trở về với từ giả hồn trường gia đình, được mang lên với những ca khúc ân tình, được chúc duyên mối tình cho chú rể và cô dâu. Quý chị chơi trầu xuyên nước trở về với lời ca tiếng hát của Đức Nguyện. Nên tiếng hát của mình thì gửi tới các ông, các bà, cô chú, chú bác, anh chị cùng toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Gửi tới hội cưới bài hát của Mừng Hạnh Phúc Thay Cháu với bài hát Ngày Lành Tháng Tốt. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày lành tháng tốt, anh và em nên vợ nên chồng, buồng câu mâm rượu họ hàng chú bác hai bên, nguyện cầu trong năm cho tình ta son sắc mặn mà. Ơi họ ơi, ơi họ nên vợ nên chồng, đồng lòng ta cạn biển đông, đồng lòng ta cạn biển đông. Ngày lành tháng tốt, dầu sang anh cứ hà một lòng chung thủy bên nhau, dù đời khó khăn ta cùng nhau đi hết đường đời. Em yêu ơi, anh thương em mà luôn đồng tiền, anh thương em đôi mắt dịu hiền, nụ cười có duyên, nụ cười có duyên. Mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu chúng ta trong ngày chiều hôm nay. Kính thưa tới toàn thể quý cụ ông bà của anh chị, rất trân trọng và kính mến. Chiều hôm nay trên mảnh đất quê hương Đông Xuyên thân yêu, tại tư gia hôn trường cưới gia đình nhà trai chúng tôi, được đón tiếp, được đón nhận những tình cảm ân tình mà quý cụ ông bà của anh chị cùng về đây sum họp một nhà để chúc duyên mối tình trong năm của đứa bạn trẻ. Và để đáp lại với những ân tình đó thì có các anh chị chúng ta cùng tự nhiên mời nước, mời thuốc và mời trầu. Nữ ca sĩ Thủy Linh được quay lên sân khấu mang về với ca khúc ân tình, và ca khúc này xin được thay lời gia đình nhà trai, xin được đỡ lời cho chú rể cô dâu tới quý cụ ông bà của anh chị đã trở về với gia đình, chúc duyên mối tình cho đứa bạn trẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất nhiều. Ta cùng nhau bay lên nơi chân xa và mùa say ơi đến sáng hôm qua. Ta chìm trong mây đau nói nó âu. Của nữ ca sĩ Thị Linh được mang về với những gốc ân tình, được chúc duyên, được chúc mừng hạnh phúc trong năm cho chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Kính thưa tới quý cụ ông bà của anh chị của hai nhà bốn họ rất trân trọng và kính mến, chiều hôm nay thì gia đình nhà trai thân yêu đã được chào đón với những tình cảm ân tình mà quý cụ ông bà của anh chị đã trở về với gia đình, được chúc duyên mối tình với bạn trẻ. Thì bây giờ xin mời chú rể Tuấn Anh và cô dâu Thúy Anh, hai em hãy trở lên sân khấu sẽ có đôi lời cảm ơn tới quý cụ ông bà của anh chị đã được trở về với gia đình, được chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong ngày hôm nay đã được diễn ra thành công và tốt đẹp. Thì xin mời. Con là chú rể Tuấn Anh ạ. Đến giờ phút này thì đám cưới của hai con là đã thành công tốt đẹp vậy ạ. Bên cạnh sự thành công đó thì con xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại đôi bên đã bớt chút thời gian đến đây để tham dự bọn con ạ. Và thứ hai con xin cảm ơn đến trung tâm sự kiện đám cưới Tứ Vi và các anh bên ban nhạc đã chúc cùng đến đây để giúp đỡ cho bọn em để có một đám cưới thành công tốt đẹp ạ. Một lần con xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của toàn thể các anh chị đã được dành tặng cho vầng chú rể cô dâu chúng ta, và đặc biệt với những lời nói ân tình mà chú rể đã được dành tặng toàn thể hôn trường, và mang về tình cảm ân tình nhất, chúc duyên mối tình của đoàn trẻ. Và đại lễ thành hôn cho chú rể Tuấn Anh sánh duyên cùng với cô dâu Thúy Anh đến đây được diễn ra thành công và tốt đẹp. Xin được đôi lời hai bên này xin cảm ơn tình cảm ân tình. Chiều nay
xa lòng nhớ về em, nhớ làn môi ấm em chào những lần hai đứa gần nhau. Người ơi xa nhau đừng quên ước thề, mai đây rồi anh sẽ về, thỏa lòng chúng mình mong nhớ. Mình về bên nhau tình say ngất trời, anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời. Cuộc tình đầu tiên sẽ là